Chào bạn nha. Thì hôm nay cái skin của con Dark Glory đã được fit rồi nha bạn. Nó đẹp luôn. Skin này là Dark Glory Diamond đó các bạn. Màu hôm nay là hơi bị chắc luôn, rất là lấp lánh luôn. Bạn coi nè. Kinh chưa? Kinh chưa? Cắt chưa? Xem mùi trần đấy các bạn à. Đến vãi nồi. Biết thật sự. Cái màu này đúng đẹp luôn á. Lấp lánh như một viên kim cương, như cái tên của nó. Đây mình. Đẹp quá. Đúng cái màu này nó hơi hợp với cái bô của nó nè. Trước cái màu kia nó sẫm sẫm, không hợp với cái bô xanh hồng này hết. Hồng hồng nè. Ồ, ghiền luôn á, mấy bạn nữ mà thấy con xe này ghiền luôn. Mình con trai cũng ghiền mà. Xịn vãi. Một cái skin quá là chất lượng các bạn ạ. Đáng đồng tiền bát gạo. Có vạch tăng tốc luôn á. Map này cũng có nhiều vạch tăng tốc nữa các bạn. Bè. Các bạn thấy nó bay cao không? Mình chạy như chiến thần Sinoi được luôn á. Con này cái thời gian mới bước cũng khá khỏe đấy. Kéo đã lắm. Đào mà liên tục ghế ngồi sau nè. Nó bay, nếu mà mình xài đứa hết vòng 2 tốc độ là nó bay qua ngôi sao luôn á. Đây con này là mấy cái máu có vạch tăng tốc nè mới đã. Chứ mà con này mà không có vạch tăng tốc thì đà lắm, mất mẹ cái skill rồi. Tuổi gì? Bén tóc lên. Vào cho mình. Đẹp quá. Để phanh lại nha. Phanh lại thì mới đụng lấy bước kéo được. Đạp bánh tóc nó bay cao lắm. Tốc độ khủng quá mà. Thắng nghề luôn. Quá kia chi mệt. Không có đạp cái vật tăng tốc ngay đó nha. Đạp là các bạn rớt xuống không đúp cho nó rớt được. Ồ, phanh lại rồi đó mà nó bay vẫn cao. Skin đẹp quá các bạn à.
chọn mấy cái map đó và tăng tốc nhiều ạ. Này có quá trời nè. Này mình đợi nó khó đua rồi. Thêm mấy cái bệnh tóc nó bút tóc lên nữa. Tập trung. À cái bên phải nó có cái vạch tóc luôn nha. Nhưng mà tự tin thì đi qua đó được luôn á. Mà chưa trên. Chưa trên chạy qua là con luôn á. Còn một cái ICO chưa xài luôn. Chạy tập trung quá quên để ý luôn. Má này cũng biết xài ICO thế nào cho hiệu quả. Đọc xanh nó. Wow. Nâng tốc độ nhanh quá. Vì thành niệm phía sau đu cũng về đấy. Cái từ nó mà dí tới mấy chỗ mà có bài tăng tốc mà nó tắt đèn liền. Đây nè, đồng này nè. Chỗ này nữa nè. C. Cái con bé mặt tà này, cái skin này, cái màu nó giống cái màu bô ghê ta. Nhìn hộp lái. Em Nitro nè. Đập xe đô đốt nè. Không biết cái dột cái chỗ đó có được cộng tốc độ không ta. Trái tim nó cũng bố tốc độ các bạn. Như này. Bạn chơi đó thì nó bố tốc độ luôn. Cơ chế nó cũng giống như vậy đánh tốc á. Không biết được nó có tính trong xe này không. Như nó cũng bút sao các bạn, mình cảm giác cũng nó hơi nhanh xíu á. Không đi cho. Bước hai bước hai phần. Nó sẽ chạy khẽ vãi. Ok thì chắc clip đó thôi nha. Các bạn xem clip thứ hai thì cho mình một like ủng hộ mình nha các bạn. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký nha để tiện theo dõi nhiều clip hay hơn nha. Ok, tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Hẹn gặp các bạn trong clip hôm sau nhé.